lại gậy rồng anh em ạ. À, nhiều gậy rồng quá. Ui, 10-20. Ngon chưa? Anh em thấy uy tín chưa nào? 10-20 nha. Mà đùa đâu, một phát. Cố lên Nam ơi, nhấn độc. Lắc 4-5. Ui, ngon. 6-4-5 rồi anh em ạ. À. Này, DK gọi là mắc binh. Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUS2.vn. Ngày hôm nay mình sẽ tích lũy mốc nạp 15 triệu em nhá. Để anh em book cho anh em xem. Đấy, 15 triệu thì mình được cũng khá là nhiều book, book vũ khí rồng này. Được 7 book và book dinh ben được 6 book. Book trang bị được 4 book này, 5 book mà không biết bắt đầu book bao nhiêu. Hơi khoai. rất là nhiều luôn. Trước tiên thì mình sẽ làm cho anh em event một set đồ. Đấy. Anh em thấy sẽ kinh kinh dị không? Cộng 9 đấy. Phân đấu đập lên 11. Mình sẽ làm cho anh em một set hay ra. Đây. Cái đồ của mình đây anh em, làm event anh em nhá. Đấy, nguyên một set giảm sát thương 4% cộng với set thần gia tăng sức sát thương phép thuật 10%. Đấy. Anh em mặc combo này cũng đừng có đùa anh em ạ. Hơi bị ngon đấy. Nguyên một set đầy đủ anh em nhá. Nhân sư kết hợp với phụ kiện Hera đấy, gia tăng sức sát thương phép thuật 10%. Cách chơi thì anh em dự đoán kết quả xổ số vào ngày mai, đó là ngày 27 tháng 6, 2 số cuối tại đặc biệt xổ số miền Bắc anh em nhá. Chúc anh em may mắn. Bây giờ mình cất vào đây, mình đang chuẩn bị vui thêm một cái set, đó là set Binanker này đấy. Phân đấu biết khi nào được thì cứ tạm thời vậy, mình bui xong set hay ra rồi còn thừa 2 món thì mình kích hoạt, mình kết hợp luôn thành một set đồ dành cho anh em. Bây giờ thì Nam sẽ đi khởi động nhẹ nhàng, đó là một búp vũ khí rồng từ cái gậy rồng 12 này ra, kiếm rồng quyền thượng thiên tử 12. Nó rồng 12, tin tớ đi, tin tớ đi, nó rồng 12, nó úi 12 đây, 12 đây, một món nha. Tính Nam ơi, làm cái kiên ngày xưa vậy, đầu lâu vứt không lấy. Kiên hỏa long đâu, kiên hỏa long lắp 4-5 giảm sát thương đâu, mau ra đây. Không được rồi, hỏa long đâu, hỏa long ôi đây 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 đây, đừng chạy đừng chạy. 4-4 giảm sát thương nhỏ thế nhở, hơi tiếc. Hỏa long đâu, khó luôn nhiều rồi. Cần lắm một cái hỏa long 4-5 giảm sát thương. Đao này cũng uy tín đấy, đao nhìn phát là biết uy tín luôn nhiều. 3 món cùi em nha, đã nhặt được 3 món cùi. Tiếp theo khởi động, tiếp theo là búc vũ khí rồng 12, cái gì cũng được, cứ nhấn 12 là có uy coi. 10 10 ra dòng 10% cũng được, ra cái dòng mana với đâu, thật tỉnh. 12 lại gậy rồng anh em ạ. À, nhiều gậy rồng quá. Ui, 10-20. Ngon chưa? Anh em thấy uy tín chưa nào? 10-20 nha. Mà đùa đâu, một phát. Tiếp theo nào. Kiểu gì có cái 12 rồi anh em. 3 gậy rồng anh em ạ. Hỏng rồi. 12 12, 2% vượt. Hay đấy, thêm dòng 10 nữa là ngon. Gậy rồng thiên tử kiếm không lắc, không lắc cũng không cần, không quan trọng. Cái thiên tử kiếm này có thể cộng hướng được anh nhá, nên là chỉ cần dòng 12 thôi. 12 rồi, 27 mới đâu. 12 quyền trượng thiên tử này không ăn thua rồi, nhìn là mình biết đấy nhỉ, không ăn thua. Vớt vát đi đây, thần gậy rồng rồi, hỏng rồi. Ngày hôm nay ném toàn ra gậy rồng thôi nhỉ. Ui, 10-20 rồi, 2-20 đắng nhờ. Kết thúc nào, kết thúc cái búp vũ khí rồng xem được món gì ngon không. Ra ôi rồi ôi, 12 ôi, 2% rồi, đắng đấy. Cái rồng 1B đây, tiếp theo là cái búp trang bị em nha. Trang bị thì cũng chả biết ra đồ gì được. Áo lôi phong may mắn lắc 4-4. Ui, kinh dị anh em ạ. À, của áo uy tín luôn, uy tín nhất server. A à, 44 kìa, căng thế nhở, căng quá. Hay lôi phong nào, quần hỏa long lóc 45,
4 giảm sát thương. Ta cái tay lôi phong đi. Hắc Long à, Hắc Long không cần này nhưng mà hơi cùi. Sao là gì đây? Ui, ăn thiết tiến 2 ốp. Thằng nó tấn công đâu. Nhỏ thế nhờ. Được rồi, bút cuối cùng là bút mà VIP nhất anh ạ. Dinh Ben 45 và dây chuyền 20 Ben 45 45 20 45 20 20 27 anh ạ. À, tiếp theo nào. Cố lên Nam ơi. Cố lên Nam ơi, nhấn độc bắt 45. Ui ngon. 645 rồi anh em ạ. À. Này DK gọi là mắc binh. 645 anh em nhìn thấy gì chưa? Kinh dị thật. 645 anh em ạ. À. Mắc binh rồi nha. Nọ mình ném được cái 644, bây giờ ném được cái 645. Tiếp theo. Đất. 645 tiếp. Ui 5 phản hồi tấn công. Kinh dị thật. Ok. Tiếp theo nào. 20 45 dây chuyền lửa. 27 hơi tiếc nhỉ. 27 anh em ạ. Cố lên Nam ơi. 44 45 cứ ra thoải mái đi, nhặt hết. Dây chuyền kỹ năng 20. Ui 220. Nhỏ thế nhở. Hay cái này rồi. 220 anh em ạ. Nhỏ quá. 20 cái thì ngon. Hai bạn dây chuyền kỹ năng tiếp 20. Ui, phát cuối cùng ra cái 44 rồi này, dinh 44. Đây 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 44 44 44. Ui, tiếc nhỉ, ra dòng nữa là mắc binh rồi này, 6 HP rồi nhỉ. Thật tiếc, mình ném ra là cái dinh 45 anh em nha. 45 giảm sát thương mắc binh. Đấy. Và một cây gậy rồng 10 20. Cây 2 20. Cũng ngon. 10 20 20. Pen 220 đấy, em thấy uy tín không? Quá uy tín luôn, cái gì cũng ngon hết. Tập này thì ném mui cái áo này như này, lọt cái áo nhưng mà lọt cái áo, lọt cái áo, quá ngon luôn. Ok, clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Anh em nhớ ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.